Cây kiển Trần Tiến xin mến chào tất cả quý bà con, cô chú, anh chị đang xem kênh ạ. Hôm nay cây kiển Trần Tiến có về một số cây như sa mạc gạo, như hồng phấn lá nhỏ, thì một số cây trang và nguyệt quế muốn giao lưu cùng với quý cô chú anh chị ạ. Số điện thoại em là 0919873462, cũng là số Zalo và số Facebook. Đầu tiên mở số 1 là cây sa mạc gạo nha bà con, đang lên bông rất nhiều nha. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh. Trình độ thông số nha con. Cái chiều cao tương đối của nó là 80. Tán ngang cũng là 85 nha. Cây sam hạt gạo. Cây này cũng già cây lắm nha bà con. Hoành là vị trí này nó 25 yếu tính 24 rồi con. Cây này rất là dài cây nè. Cây mã số 1 nó có giá 3 triệu nha bà con. Cây mã số 2 có cây sam hạt gạo nữa rồi con. Này có một cặp nha. Cái chiều cao tương đối của nó là 65 nha. Cái tán ngang rộng nhất của nó tới 85 lận. Đều nha. Tán tròn đều. Đang lên bông rất nhiều nha. Cây thuần chậu hết này, nó nghịch tay đo đây. Cái hoành thân dưới này nè, em đo cái này nó 10 có 16 nha bà con. Cũng đo cái dưới, cái thân dưới thân dưới nó 24 nha bà con. Cây nó già cây lắm, thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh, bà con yên tâm nha. Cây này em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cây số 2 này cũng giá 3 triệu nha bà con. Cây số 3 cũng là cây hồng phấn nha bà con. Cây hồng phấn này dáng thông nha. Nó có chiều cao tương đối của nó 110 nha. Ngang nó 70. Rồi em đo rồi. Cái hoành thân của nó là có 11 nha bà con. Cái này cây dáng thông nha, một cốt nha. Rồi dán lên. Rồi đo với vị trí nào một không? Em đo. Đo vị trí này nè. Rồi. Là 11 nha. Sát cổ rễ. Dạ dạ, sát cổ rễ nè. Rồi, nó 11 nha bà con. Rồi. Cây này thuần chậu đảm bảo cái mạnh nha. Cây số 3 này có giá 900 nha bà con. Cây số 4 cũng là cây hồng phấn nha. Cái này nó tàn nó tròn nha bà con. Tàn nó tròn đều. Nó có chiều cao tương đối của nó là 80. Ngang cũng 80 nha. Cái này một cốt nha. Đang lên bông rất nhiều nha. Bông nụ nhiều lắm nha bà con. Cái này trong quá trình nó dần. Trong quá trình vận chuyển thì cái bông nó nở nó sẽ xuống bông, bà con thông cảm nha. Cây này một cốt nha, thuần chậu. Hoành mấy báo lại? Hoành nó 11 nha. Đảm bảo đúng. Dạ, đảm bảo đúng nha, bà con yên tâm. Rồi. Cây số 4 cũng giá 900 nha bà con. Tiếp theo cây số 5. Cây mã số 5 cũng quay hồng phấn. Lá nhỏ luôn nha. Cây này thuần chậu hết rồi, con yên tâm nha, nhận một cốt nè. Cái số 5 này có chiều cao nó 80, tán ngang 80. Hoành thân con nó cũng 11. Đang lên bông rất nhiều nha.
cho nên một cốt này, thùng chậu đảm bảo khỏe mạnh, nên bao sống bao xếp tàu quất cho bà con nha. Cái chậu này em không có xếp cho bà con được nha bà con, em sẽ quấn bầu cẩn thận cho bà con yên tâm. Số điện thoại em là 0919873462. Cái số 5 cũng giá 900 nha bà con. Cây này là cây 5A nha, cũng cây hồng phấn, lá nhỏ đang lên bông lên nụ rất nhiều nha, tán tròn đều, chiều cao 80, ngang cũng 80, hoành thân cũng 11 nha bà con, một cốt nha. Một là đã đo rồi. Dạ, đã đo rồi nha bà con. Quay qua sáng rồi. Rồi. Đây là một cốt nha. Sát dưới chân ha. Dạ. Đây là thùng chậu đảm bảo khỏe mạnh nha bà con. Cây số 5A có giá 900 nha bà con. Cây số 6 cũng là cây hồng phấn, lá nhỏ đang lên bông lên nụ rất nhiều nha. Cây này thuần chậu hết rồi bà con yên tâm. Dạng này là một cốt không nha bà con. Cái chiều cao tương đối của nó là 70, tán ngang cũng 70. Hoành thân cây này nó 12 nha bà con. Đang lên bông lên nụ nhiều nha. Rồi, cốt rất to nha. Cây số 6 có giá 850 nha bà con. Cây số 7 cũng là cây hồng phấn nha bà con. Có chiều cao tương đối đến 70, tán ngang 70 luôn. Hoành thân nó 11, cây này cũng một cốt nha, tán tròn đều. Đang lên bông lên rũ lên nụ rất nhiều nè. Cây thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh nè. Cái này mấy cái này em đo sẵn hết rồi. Rồi, dán lên. Một cốt. Cây số 7 này có giá là 850 nha bà con. Theo cặp số 8 này bán cặp nha bà con, cũng hồng phấn nha, là dạng nhỏ nha, nó cũng một cốt mà nó nhỏ, nó có chiều cao tương đối của nó chỉ có 40 thôi, tán ngang nó cũng 40. Rất nhiều nụ nha, cây thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh, bao ship toàn quốc cho bà con. Thước bỏ dưới chùm đi. Chừng nào đo nó lấy. Được. Rồi. Ok, quay trở lại. Rồi. Cặp số 8 này có giá 400 nha bà con. 400 ngàn. Ship tàu quất. Cái số 9 là cây trang vàng nha. Đang lên nụ lên bông nè nha. Cây này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh nè. Cái chiều cao tương đối của nó chỉ có 30 thôi. Tán ngang 30. Đế tròn đều nha. Cái hoành thân vị trí này nó 16 yếu tính 15 thôi. Cây số 9 này có giá 900 nha bà con. Cây số 10 cũng là cây trang vàng luôn. Cây vàng nó nhỏ nha. Chiều cao tương đối của nó là 55, tán ngang 27, những cây thuần chậu rồi, đảm bảo khỏe mạnh hết nha bà con. Cái hoành thân vị trí này nó 14, yếu đến 13 thôi. Dạ, 14 yếu tới 13 thôi. Cây số 10 này cũng giá 900 nha bà con, đế đều nha. Thuần chậu hết rồi, đảm bảo khỏe mạnh bà con yên tâm. Cây số 11 cũng là cây trang vàng luôn. Chiều cao tương đối của nó là 50, tán ngang 30. Cây này rất dài cây à.
Còn thân vị trí này nó 15 nha con. 16 dưới tới 15 thôi. Cây số 11 có giá 900 nha bà con. Cái này chậu em ship chậu cho bà con luôn nha, tại chậu nhựa. Cây số 12 cũng là cây trang vàng, cây này đang lên nông bông trên nụ nè. Chiều cao tương đối của nó 40, ngang nó 25. Đang lên nụ là nhiều lắm nha, trang vàng nha bà con. Mình thân vị trí này nó 15 nha. Cây cũng già cây thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh. Cây số 12 giá 900 nha bà con. Dạ, số điện thoại em là 0919873462. Số 13 là cũng là cây trang vàng luôn nha bà con. Cây này thuần chậu hết rồi. Cái chiều cao tương đối của nó chỉ 22 thôi, tán ngang nó 25. Cái này về chỉ chăm sóc rồi, thuần hết rồi, nổ da me hết. Hoành thân 15 nha bà con, 16 dưới tới 15 thôi. Cái số 13 có giá 900 nha bà con. Cây số 14 là một cây cần thân nha. Cần thân. Chiều cao tương đối của nó 25. Ngang nó 30. Có vô dây rồi nha mọi người. Thuần chậu hết. Bắt đầu cái dạng đế như này nó 25, 34. Cái thân nó, cái thân này hơi nhỏ nha mọi người. Thân nó có 8 yếu 7. Vô dây rồi nha. Vô dây rồi. Cắt cây số 14 có giá 600 nha bà con. Này em bao chậu cho con luôn nha, tại chậu nhiều á. Cây số 15. Cây cần thân nha bà con. Nó có chiều cao tương đối của nó là 40. Tán ngang rộng nhất của nó là 40. Cây này nó vô dây rồi nha. Thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh. Thân vị trí này nó 14 nha bà con. Cũng đế tròn. Cây số 15 có giá 700 nha bà con. Cây số 16 cũng là cây cận thân luôn nha. Chiều cao tương đối của nó 25. Tán ngang rộng nhất của nó 35. Cái này thuần chậu đảm bảo khỏe hết, khỏe mạnh hết mà con yên tâm nha. Giờ đã vô dây được con nước rồi. Thân của mình luôn. Thân chỉ có 6 nha mọi người. 9 nha. 9. Cây số 16 là có giá 650 nha bà con. Cây 17 làm cặp chân cam nha. Đang lên nụ rất nhiều nha. Dạng bụi. Thuần chậu hết rồi. Nó có chiều cao tương đối là 40. Ngang cũng 40. Này dạng bụi nha. Này em bán cặp cho bà con, này rất dễ chơi nha bà con. Nó thuần chậu hết rồi. Lớn nhất cái thân nó bằng ngón cái út mà mình trả lại thôi nha bà con. Nhân bụi. Cái cặp 17 này em giao lưu với bà con là 400 nha bà con. Nếu mà bà con mà mua cái số lượng nhiều thì giá cả thì em có thương lượng lại. Một nếu mà mình một chậu thì em cũng bán cho bà con thôi. Tại bà con thích thì em bán cho bà con. Dạ cũng giá vậy. Cái chiều cao tương đối của nó 40. Tán ngang cũng 40. Dạ dạng bụi nha bà con. Nó thuần chậu hết rồi. Đang lên nụ rất là nhiều nha. Thân nó chỉ ngón út mình trở lại thôi nha bà con.
cái thùng chậu hết, đảm bảo khỏe mạnh và con yên tâm. Cặp số 18 cũng giá 400 luôn nha. Cặp số 19 cũng là cây cặp trang cam luôn nha. Nhiều lô nó cũng tương đối với nhau, chiều cao con cũng 40, ngang cũng 40. Đang lên nụ lên bông rất là nhiều. Cặp số 19 cũng giá 400 nha con. Bao sống bao ship toàn quốc cho con luôn. Cặp số 20 cũng là cặp trang cam. Chiều cao tương đối của nó có 40, ngang 45. Nên rất là nhiều nụ rồi. Thân nó chỉ còn út mình trở lại thôi nha bà con. Mình dăng bụi. Cặp số 20 cũng giá 400 nha bà con. Cặp số 21 cặp trang cam luôn. Nên nụ, nụ rất là nhiều nha. Chiều cao tương đối của nó 40, ngang 40. Nên nụ rất nhiều nha. Cây này thuần chậu hết nè, đảm bảo khỏe mạnh bà con yên tâm. Quay cặp mấy báo? Cặp số 21, giá này 400 nha bà con. Bao ship toàn quốc. Hai mươi hai là cây nguyệt quế lá chung bông chùm nha bà con. Cây này thuần chậu hết rồi, đảm bảo khỏe mạnh nó vô dây à. Chiều cao tương đối của nó là 60, tán ngang rộng nhất của nó cũng 60. Có bông nè, nó lên bông nè. Mình thân vị trí này nó 18 nha bà con, 19 yếu tới 18 thôi. Đế cũng đều nha. Cây số 22 này có giá 800 nha bà con. Mình bao ship toàn quốc, chậu này không ship cho bà con được nha. Cái này, cái chậu này nó đổ bê tông nên đi xa nó rất là nguy hiểm, nó bể chậu, nó không tốt cho cây. Cây số 23 bên đó kìa. Thôi lỡ cái cây số 27 nha bà con, nó bị nhảy rồi. Cũng nguyệt quế lá chung bông chùm luôn. Chiều cao tương đối của nó là 60, tán ngang rộng nhất của nó là 70. Đang lên bông la rai nè. Đế rất quái nha. À, cái phần chỗ này nó có hơi có cái lỗi nha. Lỗi à. Nhỏ nha bà con. Cứng không? Dạ, cứng rồi, nó liền. Cây nguyệt quế lá chung bông chùm. Mình thân vị trí này 25 nha bà con. Đế rất đẹp nha, đế đều nha. Cây số 27 có giá 1,2 triệu nha bà con. Cây 23 nữa. Đây cây 23 nha bà con. Nguyệt quế lá chung bông chùm nha. Cây này có đang có bông lai rai nè. Chiều cao tương đối của nó là 70, tán ngang rộng nhất của nó là 65. Cây này đã vô dây rồi nha, đang lên bông. Chi tàn đều. Thân vị trí này nó 28 nha bà con. Rồi, cắt cho nó xử lý hết rồi. Cây số 23 này có giá 1,1 triệu nha bà con.
số 24 Cần Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn. Chiều cao tương đối của nó là 75, tán ngang rộng nhất 57, tán ngang rộng nhất cũng 57 nha, cao 57 thôi. Dạ, 57. Dạ, cao 57. Ngang. Rồi. Hoành thân chỉ nhìn nó 21 nha bà con. Nó có cái thẹo á. Dạ, có thẹo để xử lý. Làm liền lạc. Cây số 24 có giá 700 nha bà con. Em bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cái chậu này em không có bao ship cho bà con được nha. Em chậu bằng bê tông thì nó không có an toàn. Cây số 10, cây Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn. Chiều cao tương đối của nó là 80. Tán ngang rộng nhất của nó là 75. Mã số 25 nha bà con. Cái số nó tiến lên là đúng. Nó lùi là sai. Cái số 25 nha. Đâu rồi. Thân vị trí này nó 23 nha bà con. Cái số 25 này có giá 1 triệu cho bà con. Tàn đều ha. Cái số 26 của cây Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn. Dù dày hết à. Chiều cao tương đối của nó 70. Tán ngang rộng nhất của nó là 55. Bông lai rai, bông trắng, bông này nó nở thơm nha bà con. Hoành thân vị trí này nó có 20 nha bà con. Cây số 26 nó có giá 1 triệu nha bà con. Mình bao ship bao sóng tàu quốc cho bà con nha. Cây số 28 cũng cây Nguyệt Quế lá chung bông chùm luôn. Này đế rất quái nha bà con. Chiều cao tương đối của nó là 60. Tán ngang rộng nhất của nó cũng 60. Cây nó già cây nè, đế rất quái nha. Cái thân nó giờ đo. Cái thân vị trí này nó không có 16 nha bà con. Cây số 28 này có giá là 900 nha bà con. Em bao sống bao ship toàn quốc cho bà con nha. Cây này tối nó nở hoa về đêm rất là thơm. Ừ. Cây số 29 này em bán nhận phôi nha bà con. Đếm đều ha. Cây Nguyệt Quế lá chung bông chùm, chiều cao tương đối của nó chỉ có 65 thôi. Dạ. Cây có lỗi gì không? Cây không có lỗi nha bà con. Nó mấy cái chỗ vết cắt vết thấy người ta. Dạ. Mình thân vị trí này tới 47, yếu tính 46 thôi. Rồi, bán giá phôi nha. Dạ, bán giá phôi này cây số 29 có giá 1,6 triệu nha bà con. Cái rễ nó có mục gì không? Không, rễ nó không có mục. Chóc da vậy thôi. Dạ, nó bị chóc da thôi chứ không mục. Nguyên bệ đế đó. Rồi, 1,6 triệu ha. Dạ, cái 1,6 triệu. Cây số 30 là cây này có cuối clip nè bà con. Cây này cây me nha. Nhận me chua. Chiều cao tương đối của nó là 40. Tán ngang rộng nhất của nó 55.
cái này thuần chậu đảm bảo khỏe mạnh nha, bà con yên tâm nha. Mà cắt nó liền lạc rồi. Thân vị trí này nó 20 nha bà con. Cây 30 cây me chua. Cái này giá 800 nha bà con. Là cũng à. Cái số điện thoại là 0919873462. Dạ, cũng là cây cú liếc nha bà con. Dạ, cây kiển trần tiết cũng xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ, cũng mong được sự ủng hộ những clip tiếp theo. Xin trân trọng kính chào và cảm ơn ạ.